Quý vị và các bạn thân mến, Facebook hiện là nền tảng xã hội được nhiều người sử dụng. Bên cạnh sự tiện ích trong việc kết nối thông tin liên lạc của mọi người với nhau, thì ngược lại nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại. Theo lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, mới đây, ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng trên mạng xã hội Facebook đang tồn tại nhiều hội nhóm có nội dung xấu, đặc biệt là hướng dẫn các đối tượng trong đó có trẻ em, cách thức tự tử. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã yêu cầu Facebook ra quét. Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã yêu cầu các nền tảng trà quét ngăn chặn 51 nhóm trên Facebook có nội dung xấu độc, hướng dẫn cách tự tử và bùng nợ ngân hàng. Trong một ngày, mạng xã hội Facebook đã chặn 8 nhóm hướng dẫn cách tự tử, với một nhóm thường có hàng chục ngàn thành viên tham gia. Theo lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, hiện nay các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đều tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các yêu cầu từ cơ quan quản lý, trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên các nền tảng